Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay là sáng thứ tư, ngày 24 tháng 6 năm 2020. Thì mình soạn cái lô bông trang lá trung cho anh Đức Hòa ở của anh Lê Chí Đạt chứ. Tại tên Zalo của anh là Đức Hòa. Anh Lê Chí Đạt ở An Giang. Anh đặt gồm là 150 cây bông, là gồm 50 cây trang lá trung màu vàng. 50 cây trang lá trung màu đỏ. Năm mươi cây bông trang lá trung màu đỏ.